đồ uống cao cao. Để lần sau nói tiếp đi. Thứ khác để nấu thức ăn ở nước ta, nhưng lại gây rắc rối lớn ở mẹo. Tên tôi là cây cỏ lăn, còn có tên gọi khác là cây gai Nga. Hơn 100 năm trước, một nhóm người Nga di cư đến Hoa Kỳ. Họ mang hạt lanh để ăn và may quần áo. Hãy sẵn sàng để xây dựng ngôi nhà mới của bạn ở đây. Không ngờ, kẻ xấu chui vào gieo hạt. Hạt cỏ lau cũng nằm trong số đó. Hạt lanh mọc ít mà hạt cỏ lăn mọc điên cuồng. À, thực vật các ngươi thật phiền phức. Các ngươi cút đi. Sau đó, một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Ngươi bảo ta lăn đi, đừng luyến tiếc. Nơi này quá khô cằn. Cỏ lau kỳ thật thu dễ mọc ra gai cầu. Thật sự lăn đi, cuốn theo gió. Hạt giống phát tán ra bốn phía. Không mất nhiều thời gian để cỏ lăn bao phủ một nửa nước Mỹ. Khi một cơn gió mạnh thổi, cỏ lăn trở thành một cơn lốc xoáy cao vài mét. Vui đường, vui xe, vui nhà. Nhà dân thành ra thế này mỗi khi gió mạnh đi qua. Người dân Mỹ khốn khổ. Hu hu hu. Cách đây rất lâu, cỏ lăn cũng cố gắng xâm chiếm chúng ta, nhưng mọi người đã nhìn vào cỏ lăn. Gì mà gió gì mà cút chứ. Loại này trông ngon đấy. Haploid thuộc chi Hipponia. Khi còn tươi và mềm, rau rừng mọc nước đến nỗi ngay cả hoàng đế Khang Hy cũng nghĩ rằng nó rất ngon. Cuối cùng, trước khi tung hoành, sản phẩm này đã gần như được chủng bởi dân ăn chơi đào bới rau rừng. Follow Tiểu Mau Mau để biết thêm nhiều kiến thức hết nước chấm nhé. Mật khiến các Mỹ thực ra phát điên, đó không phải là mật ong mà là mật kiến. Có một vài loài kiến mà kiến thợ đi làm công, trong đàn của chúng sẽ đảm nhận một công việc ngầu đét đèn đẹp, đó là làm tủ lạnh của cả gia tộc kiến. Muốn biến kiến thành tủ lạnh thì phải thực hiện vài bước sau. Bước 1 là phải ăn hết số mật mà những con kiến khác mang tới, để bụng chứa đầy mật. Bước 2, tự treo mình lên tổ kiến. Bước 3, một con kiến đói tìm thấy tủ lạnh sẽ dùng phương pháp miệng đối miệng để hút mật. Loại kiến thợ này được gọi là kiến chứa mật, tuy nhiên nói làm tủ lạnh thì ngầu đấy, nhưng thực ra lại vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần loài kiến nổ ra chiến tranh thì nhiệm vụ lần này của chúng chính là thám thính tình hình bên trong, giành lấy kiến chứa mật của bọn họ. Go go go! Nếu kiến chứa mật bị địch bắt được, he, cho các ngươi hai sự lựa chọn, hoặc là theo bọn ta về làm trâu làm ngựa cho bọn ta. Tôi chỉ là một con kiến làm không nổi trâu cũng chẳng làm nổi ngựa đâu đại ca. Ta đã cho các ngươi đường lui, nếu không chạy thì đừng trách ta không khách khí. Bụng lớn của kiến chứa mật sẽ bị cắt mang đi, tiêu tui rồi. Uhuhuhu. Ngoài ra, kẻ thích lấy bụng chúng còn có cả con người nữa. Có vị đầu bếp Michelin nói mật kiến là thứ ngon nhất mà ông từng ăn trên đời. Ẩm thực phương Tây có một món ăn, họ đút đầu kiến chứa mật vào kem trứng. Chỉ cần ăn một ngụm là thấy như được bùng nổ. Follow Tiểu Mau Mau để biết thêm nhiều.